Nhà hàng của Sang ngày hôm nay á, là một cái nhà hàng buffet gồm có những cái món như sau. Đầu tiên là món lẩu cá lóc nè, thứ hai là món ếch nướng nè, thứ ba là món cua rang me, thứ tư là món cua đồng chiên giòn KFC. Món này là đặc sản của Sang nha mọi người. Hai Sang chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang đang cùng với nhóc Tỉnh đi ra ngoài ruộng sớm để bắt mấy con ốc bươu vàng nè, bắt một ít cua để về. Hôm nay Sang sẽ làm một cái bữa buffet khai trương cho cái nhà hàng của Sang. Hôm nay thì Sang ở bắt đi. Hôm nay thì Sang sẽ mở một cái nhà hàng nha mọi người. Nói thì nói cho vui vậy thôi, chọc mọi người thôi, chứ thật ra thì hôm bữa Sang có dắt nhóc Tỉnh và lại nhóc Quỳnh đi lên thành phố á. Trong cái chuyến đi đó thì Sang có dắt mấy đứa nhóc đi ăn buffet, nhưng mà chỉ dắt được có 2 đứa thôi mọi người, nên mà khi về nhà thì mấy đứa nó không được đi ở nhà, nó hỏi rất là nhiều về mấy đứa nhóc kia là đi lên thành phố như thế nào, ăn buffet ra sao, rồi đi chơi có vui hay không. Thấy thì cũng tội mọi người, nhưng mà Sang không thể nào mà đưa hết tụi nhóc đi lên thành phố được. Nên hôm nay Sang sẽ mở một cái bữa tiệc buffet ngay tại nhà của Sang, là Sang sẽ biến cái trường học mà hổm rày, cái lớp học mà hổm rày Sang dạy cho mấy đứa nhóc á, trở thành một cái nhà hàng để mà mình cho mấy đứa nhóc ăn buffet trong đó, để cho tụi nó cảm nhận được cái mùi vị ăn buffet ở trên thành phố là như thế nào ha. Và cái bữa tiệc buffet này của Sang á, nó hơi đặc biệt một xíu nha mọi người, là Sang chỉ chế biến những cái thứ mà Sang bắt được ở ngoài ruộng, kiểu như là cua với ốc, cá hoặc là rắn này kia. Và hả? Bữa bắt tay nhau Nó dính nó dính với nhau với bắt tay nhau gì hai con. Nãy giờ thì Sang bắt được có mấy con mọi người, không có nhiều giống như bữa hổm đi bắt cùng với nhóc Tỉnh, tại vì bây giờ người ta xả nước lúa mọi người. Thì những cái món như là cua, ốc, cá ngoài ruộng á, thì Sang bắt được thì Sang sẽ chế biến thành những cái món ăn cho mấy đứa nhóc. Nhưng mà mấy cái món này á, nó đã từng xuất hiện trong kênh Sang Vlog của Sang, giống như là cua cua chiên nè, hoặc là ốc ốc sốt Thái, cá thì cá nấu lẩu hả Tình, ếch nấu lẩu chứ, rồi cá cá nướng. Đó là những cái món mà đã làm rồi thì Sang sẽ làm lại để cho mọi người xem lại, với lại là cho mấy đứa ốc nó ăn luôn. Chắc đi lên kia Tỉnh này, cái kia có cái bờ suối, nhưng kia bắt nhiều hơn cái chỗ mà mình bắt bữa hổm á, chỗ này ít quá, có xíu. Tỉnh đổ miếng dầu ăn vô cái chảo cho anh được rồi, một xíu thôi nha, đừng đổ nhiều quá hồi làm được. Nãy giờ thì Sang với phụ bếp của Sang đã chuẩn bị xong những cái nguyên liệu cần thiết để ngày hôm nay mình làm cái bữa tiệc buffet khai trương cho cái nhà hàng Sang Vlog của Sang ha mọi người. Thì hôm nay những cái món ăn đầu tiên thì nó cũng đơn giản, gồm có một ít ốc mà Sang với nhóc Tỉnh bắt được khi sáng ngoài ruộng nè, cua này thì Sang bắt buổi tối, còn ở đây là một năm con ếch với lại 2 con cá lóc mà Sang mua ở ngoài chợ nha mọi người. Thì hôm nay á, là ngày đầu tiên khai trương nên Sang chưa kịp chuẩn bị như là cắm câu ếch hoặc là cắm câu cá lóc để mà chính thức là những cái món ăn từ đồng ruộng luôn, nên cái hai cái món này mọi người thông cảm á. Thì với 4 cái nguyên liệu này á, hôm nay Sang sẽ chế biến thành 6 đến 7 món để mà đúng với một cái bữa tiệc buffet luôn ha, là 3 món ốc nè, 3 món cua, 2 món, 1 món cá với một món ếch nha mọi người. Nói chung là như vậy á. Thì từ trước tới giờ mọi người xem cái kênh Sang Vlog của Sang á, mọi người thích nhất Sang chế biến những cái món gì từ đồng quê. Đầu tiên Sang tâm đắc nhất là món ốc sốt Thái nè, tới ốc cua chiên giòn KFC, rồi những cái món như là cà ri ốc này kia, thì hôm nay Sang sẽ nấu lại nha. Thì Sang với mọi người đã chuẩn bị xong nguyên liệu rồi, bây giờ phần tiếp theo á, là mình sẽ chế biến món ăn ha. Cái món đầu tiên ngày hôm nay Sang nấu á, là món ốc sốt Thái nha mọi người. Nên bây giờ thì bắt một cái nồi chảo nè, mình sẽ cho cái phần hành tỏi vào phía trong. Ôi, cho ớt vào phía trong luôn.
Rồi tiếp theo mình sẽ cho mấy con ốc vào trong nha mọi người. Ui cánh ra cho chị ăn. Một nửa ốc thôi. Đó cho anh đi. Một nửa ốc thì mình sẽ luộc nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho hai lon coca vào trong cái nồi ốc sốt Thái của mình ha. Ốc này thì nấu cũng đơn giản. Hôm nay thì mình chỉ chế biến lại thôi. Rau thơm nãy anh tỉnh đây đâu? Lấy rau thơm đó. Rồi, vậy là xong gần hoàn thành xong một món. Từ từ ra để cho nó sôi đi. Tiếp tục là món thứ hai á, là món cua chiên giòn KFC. Thì cua này Sang đã tẩm bột xong rồi, bây giờ chỉ công việc là cho vào trong chảo dầu mình chiên thôi. Đây, lâu lắm rồi Sang mới làm lại cái món này nè. Hấp dẫn lắm đó. Chiên cái này thì mọi người chiên cái lửa riu riu thôi nha. Đừng có chiên lửa lớn quá thì nó sẽ khét. Rút lửa bớt cho anh. Ốc khi nào cạn nước tịnh nhắc ra nha. Đừng có để cho nó khô quá, không ngon đâu. Đó, được một món cua, một món ốc rồi nha mọi người. Hai món đặc trưng trên cái kênh Sang Vlog của Sang. Xếp quanh đây xíu, xếp quanh đó xíu, ơi xếp vô đây cho tỉnh thấy nè. Nãy thì Sang với mấy đứa nhóc đã hoàn thành xong những cái món ăn của Sang rồi nha mọi người. Cái bảng tên của lớp học tương lai á, thì cũng đã được đổi thành nhà hàng Sang Vlog rồi nha. Bây giờ thì đổi một xíu cho vui thôi chứ hồi Sang sửa lại. Bây giờ thì Sang với mọi người mình sẽ cùng nhau cắt cái bàn khánh thành để mà chuẩn bị khai trương cái nhà hàng ha. Nhanh cầm căng lên cho. Hôm nay thì anh cắt xong nhớ vỗ tay nha. Hôm nay thì có bốn đứa nó qua để mà ăn khánh thành cái nhà hàng của Sang, cũng như là coi như là những cái ban giám khảo để chấm cho những cái món ăn của Sang xem có ngon hay không. Bây giờ thì Sang bắt đầu cắt cái bánh khánh thành để mà khai trương cái nhà hàng của Sang nha mọi người. Bây giờ Sang cắt bánh khánh thành nha. Rồi bánh khánh thành thì cũng đã cắt xong rồi mọi người. Bây giờ thì Sang mời tất cả mọi người cùng Sang cùng với đứa nhóc mình sẽ cùng nhau vào ăn cái bữa tiệc buffet ha. Sắp được ăn nhà hàng hả? Hôm nay nhà hàng của Sang á thì để bật đèn pin lên hơi tối xíu, mọi người thông cảm nha, nhà hàng thì hơi tối xíu nha. Ôi, rồi ok, phải đòi đèn pin lô quay mới thấy cho mọi người xem. Nhà hàng của Sang ngày hôm nay á là một cái nhà hàng buffet gồm có những cái món như sau. Đầu tiên là món lẩu cá lóc nè, thứ hai là món ếch nướng nè, thứ ba là món cua rang me, thứ tư là món cua đồng chiên giòn KFC. Món này là đặc sản của Sang nha mọi người. Món thứ hai món thứ mấy rồi, 1 2 3 4. Món thứ năm á là món ốc bu vàng sốt Thái nha mọi người. Món thứ sáu là món món này cá viên chiên, cá viên chiên. Món thứ bảy á là món ốc hấp xả nha mọi người, ốc luộc xả. Rồi nước uống ngày hôm nay thì gồm có mấy cái chai Mirinda, một chai Mirinda để cho mấy đứa nhóc nó uống. Thằng đâu hoàng tỉnh đâu qua đây, tỉnh với Quỳnh qua đây. Tỉnh với nhóc Quỳnh thì cũng đã một lần được ăn ăn buffet rồi phải không? Dạ. Thì cũng biết là ăn buffet như thế nào rồi, sơ sơ rồi gì. Còn Thái với thằng Văn thì chưa ăn buffet bao giờ mọi người. Bây giờ thì nói là một lần luôn. Bây giờ mấy đứa nè, lấy một cái dĩa chỗ này với một đôi đũa. Dạ. Xong rồi muốn ăn cái gì thì cứ gấp chỗ này. Dạ. Cứ gấp lên một chung một cái dĩa, nhưng mà gấp cái nào thì ăn hết cái đó, hiểu chưa? Dạ. Nhà hàng của anh là gấp cái nào phải ăn hết cái đó, còn ăn không hết là một hồi phải rửa chén. Dạ. Rồi, cứ gấp lên dĩa là ăn hết. Bây giờ lấy đi. Mỗi đứa phát ra cho mỗi đứa một cái dĩa. Xong rồi gấp xong rồi khui cái chai nước này mình lấy. Rồi lấy đi, lát ăn gấp sau. Rồi ăn cái nào gấp nha. Rồi gấp đi tỉnh, gấp theo dòng đi. Nè, tỉnh gấp từ cái món này dòng qua đây. Lẩu lát mình ăn sau đi ha. Lẩu lát đợi mẹ cho anh về ăn. Rồi gấp đi. Đó. Món đầu tiên là món ốc sốt Thái nha. Đứa nào cứ ăn cái gì thì gấp cái đó. Tiếp theo là món quên tên hoài. Gấp đi quên. Thích vô đi. Thích cái gì cứ gấp cái đó thoải mái nha. Nhà hàng buffet của anh là rất là thoải mái chưa?
ếch ếch nướng, cái này không phải ếch đồng nha mọi người. Đó, gấp làm sao ăn hết là được, lẩu hồi để lại ăn cùng với mẹ. Thơm không? Nực nồng luôn ha. Nhất là cái món ốc sốt Thái mọi người. Sang bỏ coca vô trong đó sốt lên rất là thơm luôn. Nước chấm thì gồm có muối ớt chanh với lại cái muối ớt xanh này. Nhìn cũng như một cái nhà hàng buffet luôn ha. Đặt xuống Thái, khui xung quanh Thái, rót ra từ 5 ly. Xăng tay áo lên coi, đi ăn nhà hàng mà để cái tay áo kỳ vậy. Rồi, khui xung quanh, rót ra 5 ly. Đó, wow. Lát mình phải vô một cái xung quanh màu xanh đó nha. Nãy thì Sang với đứa nhóc đã chọn cho mình những cái món ăn mà nghĩ là ngon nhất kìa nha mọi người. Kiểu như là buffet, mình thích món gì thì mình chọn món đó. Mọi người xem trên cái dĩa của Sang nè, gồm có một con ếch nướng, vài con ốc với lại là mấy cái con cua chiên giòn KFC. Mấy đứa nhóc thì nó cũng chọn vậy. Nên còn phần lẩu thì một xíu nữa đợi mẹ Sang về ăn chung luôn. Cái này thì quay trước cho mọi người vui thôi. Bây giờ thì Sang mời tất cả mọi người cùng Sang cùng với đứa nhóc mình sẽ cùng nhau ăn cái bữa tiệc buffet của mình ha. Mấy đứa ăn sao ăn bóc nha. Bỏ đũa xuống đi. Từ từ. Cầm ly lên đúng rồi. Uống xung quanh trước khi vào bữa tiệc chứ. Rồi cầm ly lên Thái. Rồi 1 2 3 vô. Mời tất cả mọi người nha. Lạnh răng quá. Khoan đổ nha. Rồi bây giờ ăn nha. Sang mời tất cả mọi người ăn với Sang một con ốc. Ốc này thì hồi nãy quên làm cái đồ lễ mọi người. Với lại con ốc này cũng khá to nên mình cứ dùng cái đũa đây nè. Mọi người giúp cái phần đầu nó ra nha. Rồi mình ăn thôi. Đây mọi người xem một cái đầu con ốc này, đã không? Quên lấy cái gì tương ớt. Vừa ăn. Ngon. Lâu lắm rồi mới ăn lại cái món ốc bu sốt Thái này mọi người. Chắc Sang làm cái món này chắc 7-8 tháng rồi. Bỏ dưới đây. Anh đói quá, anh ăn con ếch để mà chống đói ra. Làm từ sáng giờ luôn mọi người. Tại vì có một đầu bếp là Sang à. Với lại nhóc tỉnh thì nó phụ Sang. Còn mấy đứa nhóc này thì nó mới đi sáng măng về nên Sang vừa mới chạy qua rước tụi nhóc nó qua đây. Nên sáng giờ hai anh em lây hoay làm tới 7 món. Mà chưa rồi luôn. Ăn đi. Ăn xong lát cắm sao cho nhà hàng nha. Hôm nay không bán vé, đợt sau bán vé. Con nít là 100 ngàn. Còn người lớn là 150. Trong đây đứa nào cũng là người lớn hết rồi. Cao trên 1m3 hết rồi. Ăn thêm một cái đùi nha mọi người. Ăn nhà hàng đúng ngon thiệt. Ngon không? Cũng ngon. Nói chuyện dễ giao lòng quá. Nước của em. Của em. Nãy giờ thì mình ăn món gì ta? Con ếch nè, với lại con ốc rồi. Giờ tiếp tục tới món cua nha. Cua chiên giòn KFC này. Mời tất cả mọi người nha. Bớt giòn rồi. Khi nãy Sang mới chiên nó giòn lắm mọi người. Nhưng mà do làm cái món này đầu tiên á, món này thứ hai, xong rồi làm mấy món kia, nấu lẩu này kia, tới món này nó bây giờ chiều nó mềm không. Nấu từ sáng tới chiều ha, 5-6 tiếng đồng hồ mọi người. Không ngon. Cũng ngon hả? Được. Nấu chứ ăn mà kêu không ngon là lần sau không nấu nữa. Vô nhà hàng không trả tiền rồi mà còn la không ngon cũng được đấy chứ. Vô trong nhà hàng là sẽ không chỉ có món có mỗi nhà hàng của Sang là có cái món cua chiên giòn KFC này thôi nha. Bữa làm buffet đâu phải cái này đâu không.
cua con ghẹ người ta rang me mọi người. Các em cứ tưởng là cua chiên giòn, nhưng mà thật ra lâu lắm rồi mới ăn lại cái món này, vẫn ngon. Bây giờ mấy đứa này nè, nhà hàng thì có từ 0 sao đến 5 sao. Mấy đứa ăn xong rồi, nãy giờ thì cũng ăn hết mấy món ăn của anh nấu phải không, còn lẩu thì chưa ăn thôi. Bây giờ mấy đứa sẽ chấm cho nhà hàng anh bao nhiêu sao để anh treo cái bảng lên trên ha. Bây giờ thì thằng Quỳnh trước, chấm xong rồi phải nêu cảm nhận đó nha. Rồi sao, bao nhiêu sao? 4 sao. 4 sao thôi hả? 4 sao thôi. Đồ ăn ở đây làm sao? Nó muối. Nó nguội hả? Nó muối. Hả? Nguội. Nguội là gì? Nguội hả? Nguội. Nó nguội hả? 5 sao chứ. Nấu cho ăn rồi mà còn chấm 4 sao. Thằng Thái sao? Đồ ăn ở đây sao? Nguội. Thì người ta nấu từ sáng có hai người nấu à. Tụi mày qua trễ đi sáng măng mà cũng cái chê đồ ăn nguội. 5 sao. Ừ, vậy còn được. Dân sao? Mấy sao? Cũng 5 sao luôn. Cũng 5 sao. Nguyễn cưỡng quá vậy. 5 sao thì 5 sao chứ đừng có nói cũng 5 sao. 5 sao. 5 sao, được. Vậy là đầu bếp, thằng này là phụ bếp của Sang, mấy sao? 5 sao. 5 sao hả? Thằng này là về quay bố khỏi có ăn nhà hàng. Hồi tối qua Sang đi bắt cua mọi người, xong bị dấp té, xong rồi cục đá nó đập từ trên này. Nguyên nên cái miệng nó đau, bây giờ nói chuyện cái răng phía trong nó đau, mọi người thông cảm ha. Thì hôm nay Sang làm cái bữa tiệc buffet này á, để cho mấy đứa nhóc nó ăn, nó biết như thằng Thái với lại thằng Văn á, nó biết cảm giác ăn buffet trên thành phố như thế nào. Với lại là một clip gì đó vui vui cho mấy đứa nhóc nó vui theo. Thì clip này của Sang á, hôm nay tạm thời là làm về những cái món ăn ở đồng quê là cua với ốc thôi. Nếu mọi người yêu thích những cái clip vui vui kiểu như vậy nè, thì mọi người hãy cho Sang thật nhiều like với thật nhiều bình luận, để lần sau Sang lại làm tiếp một cái clip về cái nhà hàng CBlog của Sang á. Là Sang sẽ lựa ra 5 món ăn ngon nhất trong cái kênh CBlog của Sang từ trước tới giờ do mọi người bình chọn á. Sang sẽ làm cho mấy đứa nhóc ăn, giống như là những cái món ăn mà mua ở ngoài mọi người, như là mì xào, hoặc là xúc xích, hoặc là bò, hoặc là gà gì đó. Thì mọi người thấy món ăn nào từ trước tới giờ trên kênh của Sang có mà nó ngon nhất á, thì mọi người hãy bình luận phía bên dưới cho cái video này, để lần sau Sang sẽ cố gắng làm những cái video hay hơn nữa ha. Hôm nay như vậy là vui rồi, nên Sang sẽ tạm dừng clip tại đây. Nếu mọi người yêu quý Sang á, mọi người hãy cho Sang xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha. Sang với mấy cái thực khách ở đây chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye, bye.